lốc bấm nhất rồi, 110 zin tháo xe cực đẹp nha. Anh em nhìn màu vàng mỡ gà là biết rồi, siêu đẹp, không lỗi lầm hết nha anh em. Nguyên zin, căng cỏ ok hết nè. Đó, không lỗi lầm nha, không tung rang nha. Đó, đúng lốc zin tháo xe nha, lốc 110 KFL1. Lốc bơm này mình bán giá 1,1 triệu nha anh em. Anh em có nhu cầu thì cứ alo mình nha. Màu vàng mỡ gà, quay từ từ cho anh em xem đầy đủ chi tiết. Nguyên zin này chưa vệ sinh luôn, chưa qua tẩy rửa quá chắc. Bao xài rồi, giá là chỉ 1,1 triệu thôi nha anh em. Anh em cần xài alo mình.